cho biết một số các cái suy nghĩ của em trong bây giờ này. Dạ thì hiện tại là Việt Nam chuẩn bị ra cái thông tư là cho Trung Quốc thuê 3 đặc khu, là một là Phú Quốc, hai là Bắc Vân Phong và ba là Vân Đồn. Thì theo con thấy hồi trẻ con nghĩ thì nếu mà thời hạn cho thuê nó dài như vậy thì những nhiệm kỳ của những thủ tướng chỉ là 5 năm thôi, làm sao người ta có thể quyết định được là cho thuê đến chuyện 90 năm để đời con này cháu người khác. 99 năm. Và hiện tại là khi trong đó không trân cầu ý dân là ý dân suy nghĩ thế nào, trong khi đó tụi con hàng ngày vẫn đi học, vẫn đi làm để gì? Mình đi làm mình không phải thất nghiệp để mình làm ca có tiền để tăng cho đất nước có thêm thu nhập này kia nọ. Và tại sao mà chính phủ quyết định không có hề hỏi ý kiến dân, bây giờ ý kiến dân như vậy. Nhưng mà chúng ta từ xưa giờ biết, từ xưa giờ 2000 năm đô hộ Trung Quốc, 1000 năm đô hộ phương Bắc, là Trung Quốc lúc nào cũng muốn chiếm chúng ta bằng được Hoàng Sa, Trường Sa. Bây giờ là đến thuê đặc khu mà không thể nào mà thời hạn để đặc khu rất là dài như vậy. Bây giờ thí dụ những vị thủ tướng mà bây giờ con nói vị thủ tướng ở qua đời đi và đến thế hệ sau người ta không nhớ đến là cái hợp đồng đó là cho thuê, thì làm sao người Việt ta lấy lại được những thửa đất đó? Và trong khi đó trong 90 năm đó Trung Quốc đặt căn cứ quân sự đó kiểm soát đất nước chúng ta, và ba miền trọng yếu của đất nước, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Mà những vùng mà Trung Quốc hay đặt khu là toàn những vùng kinh tế, về kinh tế đường biển và ở miền Bắc trong cái cảng rất lớn, cảng Hải Phòng, và miền Nam là Phú Quốc. Nếu mà Trung Quốc nó chiếm được đây thì nguyên cái vịnh Thái Lan thì Trung Quốc nó nắm hết, ngư dân của mình như thế nào? Thì con rất là bức xúc, con muốn chính phủ hiểu được nỗi lòng ngư dân như thế nào. Hiện tại con 20 tuổi cô. 20 tuổi em đang đi học. Dạ con đã làm rồi, con học hết rồi, con học hết rồi đi làm rồi. Uh-huh. Dạ. Điều gì làm cho em có suy nghĩ này hay là tự em? Tự em, tại vì mình nhìn thấy được vấn đề đó chứ không phải là ai xúi dục mình hết. Mình công cảm nghĩ mình thôi. Mình chỉ muốn được một lời giải thích thôi. Mình không phản động, không kích động, mình ôn hòa, mình tôn trọng Đảng Cộng sản, thì mình sống và làm việc theo Đảng. Thì mình mong ý Đảng cũng nghe ý kiến của dân. Thì mỗi người công dân có quyền được nói và quyền được làm. Thì Đảng đã nói là công dân là cử tri, tại sao Đảng phải nghe cử tri? Ví dụ giờ Đảng quyết định là sao? Đảng là giờ do dân bầu ra, và tại sao những việc này là dân không đồng tình mà Đảng vẫn làm?